Rồi, tạm biệt Hồ Tùng Lâm, tạm biệt cái cảnh view khá là đẹp luôn. Ở đây á, khi mình vào mà vào qua cái cổng kia kìa thì mọi người phải mua vé các bạn nhé, phải mua vé thì mới vào được trong này để chụp hình check in được, hay không thì mình sẽ đứng ngoài thôi, nhà Hiếu là Hiếu đứng ngoài thôi, và mọi người vào là phải mua vé. Mình cũng không biết là hỏi bao nhiêu tiền một vé nữa. Thôi bây giờ tạm biệt Hồ Tùng Lâm, mình với anh Trung sẽ đi Hồ Xuân Hương các bạn ạ. Let's go, trời lại nắng đẹp lên rồi. Mình với anh lại tiếp tục cưới anh và xuống Hồ Xuân Hương. Lúc nãy con xe này này, con xe lúc nãy xoay tròn, nhìn đã lắm các bạn trẻ, đại gia không, có đại gia chơi xe ấy. Rồi, let's go, lên đường. Mát thật, có vần xe xe lạnh, có vần xe xe lạnh. Ồ, Tùng Lâm đang quá trình sửa chữa, nâng cấp phát triển. Hy vọng là vài năm nữa thì Hồ Tùng Lâm sẽ phát triển nhà bên suối. Ở đây ra là làm nhà bên suối trên kia. Đây thật là những người nhiều tiền họ luôn có một cách suy nghĩ khác nhau, những cách suy nghĩ để kiếm tiền ra tiền là ghê gớm. Đi táo vườn hồng bên suối. Bán hồng rồng. Ôi mưa to này mọi người ơi, mưa to mưa to mưa to. Chết 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 chết. Mình tắt GoPro. Chấm giùm lâu quá. Trời đổ mưa, vừa mới ra khỏi cái cổng của Hồ Tùng Lâm thôi. Chạy được xí lên trên kia là mưa to quá lại chạy lại kia. Hiền chỗ này. Hai anh em ngồi nghỉ quá. Mát quá, ngồi trú mưa một xí. Xe thì vẫn ở dưới. Đó, xe vẫn dưới. Mưa quá. Đây vẫn tiếp tục đèo Fren các bạn nhá. Đấy, đèo Fren này, qua đèo Fren này là chúng ta sẽ tới trung tâm của Đà Lạt. Đâu đó là khoảng 4 cây nữa thôi các bạn ạ. Thì từ từ Thiền viện Trúc Lâm này, hồ Tùng Lâm này đi lên trung tâm Đà Lạt đó là tầm khoảng 5 cây thôi các bạn ạ. Cũng nằm trên con đường đèo Fren này luôn. Đèo Fren này lúc nãy mưa khá là to, bây giờ đang phân phun thôi. Chứ vậy là không biết là cái hình ảnh mình quay lên cho các bạn xem có tốt không. Còn mình sẽ khám phá đèo Fren, còn bây giờ anh em mình sẽ hết đèo Fren này sẽ rẽ đi Hồ Xuân Hương các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng đi hết cái Đà Lạt này trong vòng ngày hôm nay. Rồi lắm đến sáng ngày mai nữa là để chúng mình sẽ đưa các bạn đi xuống Ninh Thuận và Bình Thuận để kết thúc con đường quốc lộ 27 chạy ra quốc lộ 1A của Ninh Thuận các bạn. Rồi, chúng ta vào đã trung tâm Đà Lạt rồi các bạn này. Đây là bến xe Đà Lạt. Ok, bến xe Đà Lạt bên tay trái chúng ta. Thành phố mộng mơ. Hôm nay chiều thứ sáu nhiều khách du lịch lắm. Các bạn Tây giỏi rồi đấy, thuê xe tự chạy luôn, chạy xe máy ấy. Công nhận là mấy bạn gái Tây này giỏi ghê gớm, ăn mặc sexy nhìn vui rồi. Hotel Phúc Lộc Thọ, chà, cái địa thế đẹp thế. Phúc Lộc Thọ này. Puro Đà Lạt, thành phố Đà Lạt đẹp mộng mơ, nhà nghỉ thoại châu. Mình với anh Trung đi không có book phòng trước, tại vì anh em bắt đâu là ngủ đó thôi chứ không có book các bạn nha. Nhiều cái book trên mạng thì cũng có cái tiện của nó nhưng mà cũng có cái bất lợi lắm. Ví dụ như cái tiện của nó là sẽ không có tình trạng hết phòng.
Nhưng mà cái bất tiện của nó là mình đi đâu mình cũng phải chạy về đó mình nghỉ, chứ như vậy là hai anh em quyết định là không có book mà là đi tới đâu tắm chơi tới đó, rồi đi tới đâu rồi chúng ta có thể tối thì vào nhà nghỉ luôn. Mình từ đợt đến giờ mình đi mình cũng đều như vậy, chứ mình không có book trước làm gì hết đấy. Đi chơi đến đoạn nào là mình sẽ nghỉ cho đó. Thì cái bất lợi đó là khi mà vào cái mùa du lịch thì có thể là hết phòng có thể là chạy lòng vòng kiếm mãi cũng không có phòng đó. Giờ mình có phương tiện nào mình có thể ở vùng ven cũng được các bạn ạ, không nhất thiết là phải ở trong thành phố nhá, không nhất thiết là mình phải ở trong thành phố này, mình có thể ở vùng ven của Đà Lạt cũng được. Mình có xe Honda thì mình chạy đi mấy hồi không có vấn đề gì. Ồ, xe Sorento đẹp thế. Khách sạn Lan Đài, khách du lịch, cũng là thành phố du lịch đẹp thế. Thành phố du lịch đá thật này, đường hoa ngập lối, quá là đẹp luôn, không thể chê được. Chúng ta đã tới Hồ Xuân Hương rồi mọi người ạ. Bên tay phải mình là Hồ Xuân Hương. Do lúc nãy trời đó mưa nên không biết là có nhiều du khách ra Hồ Xuân Hương chơi hay không. Khá là nhiều đấy, khách du lịch mà. Mưa gió không là vấn đề. Đẹp thế nhỉ. 4 giờ chiều. Bây giờ đang là 4 giờ chiều mọi người ạ. Hồ Xuân Hương chào đón các bạn. Ở bên tay phải mình là quảng trường. Quảng trường Hoa Viên của thành phố Đà Lạt. Wow, phê đấy. Phê các bạn ơi. Đẹp chưa? Đấy, quả cầu đây là Hoa Vin của thành phố Đà Lạt. Đang xây dựng khung gian hàng để chuẩn bị là Festival Hoa Đà Lạt các bạn nhé. Đầu tháng 11. Đẹp không? Hồ Xuân Hương đây. Mưa xuống thì không có ai đạp vịt hết. Vẫn có chứ. Mình nhầm, vẫn có hai con vịt, hai con thiên nga đang bơi giữa hồ kìa. Đấy. Khá là nhiều khách du lịch khắp mọi nơi luôn. Đắk Lắk này, 60 Sài Gòn này. Cái cúp 50 từ Sài Gòn lên 50. Đó, khắp nơi. 78 Phú Yên. Khắp mọi nơi các bạn nhé. Chỗ này là cái Hoa Viên. Người thì đang tập thể dục, người thì đi chơi, người thì lượn lờ tình yêu. Khắp mọi nơi, không thiếu một cái gì. Hồ Xuân Hương, toàn cảnh Hồ Xuân Hương cho các bạn xem. Ôi, hai cái bạn này đi qua cái là mùi nước hoa sằng sụa luôn, thơm nức mùi luôn. Sau khi bệnh đã được đẩy lùi thì du khách khá là đông. Ngày cái thời kỳ mà đang dịch bệnh thì chỗ này vắng tẻo không ai tới. Bây giờ thì rất là đông luôn. Hôm nay là thứ 6 nè. Siêu thị Go. Bên kia là siêu thị Go các bạn. Rất là sướng em Windy. Cũng khá là bẩn nhưng không bẩn lắm. Mình có lắp cái chấn bùn kìa.
lợi ra phết đấy. Sẽ không nó bắn hết vào cái cổ máy. Cổ máy thì rất là khó. Đấy, Winder X3 thùng. Rất là phê. Đây, phía trên của quảng trường, đẹp chưa? Siêu thị Go để đi vào đường bên này. Đấy, siêu thị Go đấy. Đây là quán cà phê 39K. Ồ, xây độc lạ nhỉ. Tất cả làm bằng kính luôn, giống một viên kim cương ấy. Đó. Quảng trường Long Vin. Ờ, mặc dù là mới mưa xong nhưng mà du khách vẫn ra đứng ra rất là nhiều. Người thì tập thể dục, người thì đi chơi, nói chung là khắp nơi. Đến nay cũng có đang có một tốp cái này mình gọi chả biết là cái gì, gọi là kéo dây, cứ nhảy rồi kéo dây khá là khỏe. Đó. Nhìn phía trên này, nhìn xuống hồ Xuân Hương khá là thơ mộng, khá là đẹp. Du khách nhiều chưa? Chuẩn bên này là đang chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt đầu tháng 11. Khá là đẹp, sinh động. Có công an bảo vệ luôn nhá. Công an là... Ô, con chó này. Úi giời. Oh. Em chó Alaska kinh thế. Ôi cái em chó này đẹp thế nhỉ? To thế nhỉ? Đó là Alaska. Em chó Alaska. Sợ thế, con này một vồ mà phát thì. Xong. Ồ, nó ngồi mà phải trải thảm cho nó ngồi luôn này. Ê, bên này một con này này. Bên này một con nữa, hai con. Hai màu khác nhau luôn. Cái mắt nó đẹp nhỉ. Rồi mấy con này tốn kém lắm. Ồ. Cái chó này nó hiền. Hiền không? Hiền, chó này hiền. Ôi đẹp nhỉ. Cái mõm của nó giống mõm cừu vậy. Đây. Người ta dắt cháu qua đây để cho chụp hình, chụp hình, đúng rồi, đúng rồi. Dịch vụ. Ờ. Mấy thấy khách đưa 20 ngàn, chắc 20 ngàn cũng được. À, mà chó ở đây để chụp hình nhé. Mấy con chó này mang ra đây sẽ, nếu như chụp hình cùng với chó thì sẽ mất tiền 20.000 gì đó. Đẹp nhỉ. Hả? Bên kia nữa kìa. Ba con. Đây, mình lại đi ra con này, chó bên này. Con chó này màu khác này. Đẹp thế, màu lông nó đẹp thật. Sang bên này anh, sang bên này xem con chó bên này. Chó đẹp thế. Oh.
Khá là ngầu. Em che cho cái sinh động không? Một mình một màu, rất là đẹp. Trắng đen. Hai con chó màu, mỗi con một màu nhưng mà hai con là màu nâu. Đây là ẩm thực đường phố Đà Lạt. Hai con này hai này vừa ra. Đợt trước em đi cũng không có hai con này, cũng không có cái dịch vụ này. Con chó này nhìn đẹp này, cái mặt nó nhìn hiền. Hai con kia kiểu giống khác. Hơi bị ngầu ý. À chị ơi, em vào chỗ đi à. Ngồi anh. Ngồi đi. Bao bơi gì đây? Bơi. Qua đây. Qua đây. Sau khi một hồi ngắm cảnh chơi, ngắm gái, chụp hình check in, ngắm chó, các kiểu ngắm, thì bây giờ anh em mình bắt đầu đi ra biệt thự Hàng Nga, đúng không anh? Biệt thự Hàng Nga, điểm cuối cùng của anh em đi chơi ngày hôm nay. Hay còn gọi là ngôi nhà kỳ quái các bạn nhá. Biệt thự Hàng Nga hay là ngôi nhà kỳ quái đó, anh em mình bắt đầu khởi hành. Xuất phát từ quảng trường Hồ Xuân Hương đi biệt thự Hàng Nga. Thực ra là mình cũng chưa biết địa điểm, nhưng mà anh Trung check in trên Google Maps rồi. Bây giờ là thẳng tiến thôi. Tạm biệt quảng trường, tạm biệt Hồ Xuân Hương. Hiếu đi đây. Rồi, let's go. Biệt thự Hàng Nga. Tạm biệt Hồ Xuân Hương, tạm biệt quảng trường. Từ đây ra biệt thự Hàng Nga trên Google Maps nó báo là 2 cây. Hai anh em đang không biết là họ bây giờ có mở cửa không. Biệt thự Hàng Nga hay còn gọi là ngôi nhà ma quái các bạn nhé, ngôi nhà ma quái hoặc là biệt thự Hàng Nga đều được.